Xin chào mọi người, hôm nay em vừa hoàn thiện thêm một chiếc hộp giấy ăn nha anh chị, chất liệu là sụn hương bông. Đó. Anh chị có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp với em. Đây, ra ngoài nắng em quay đây. Quá chất lượng nha. Đẹp tất cả các mặt. Anh chị nào có nhu cầu sưu tầm những cái hàng hương bông như thế này thì liên hệ em. Đây là ngoài dưới trời nắng nha anh chị. Vân màu chuôn xuống quá ok nha anh chị. Hàng này không sưu tầm chơi thì còn hàng gì nữa đâu. Đó. Đây, còn đây là quay trong mát nha anh chị. Đó. Đây là quay trong trời mát nè. Mấy hàng này anh chị nhanh tay liên hệ em thì còn hàng kịp nha. Chứ chậm chậm thì em bán hết mất. Còn dư một cái này nữa. Cảm ơn mọi người.